Mệt chưa? Chưa mệt mà sao nghe nhỏ vậy? Các bạn ơi, đây giờ anh Duyên làm cái gì các bạn làm theo cái đó nha. Anh Duyên nói cái gì các bạn nói theo cái đó. Yên tâm đi, anh không có hành động điên khùng nữa đâu. Nhảy vô lửa cho phỏng người anh hay gì vậy? Rồi bây giờ các bạn, thập xanh gì? Tao nói cái gì là nói cái đó, mà làm cái gì thì làm cái đó. Thập xanh, thập xanh, đốn củi, đốn củi, nhảy người làm sao? Đốn củi, đốn củi, cổng mẹ, cổng mẹ, đá cọp, đá cọp. À, giỏi thiệt, dễ không? Làm lại, thập xanh, thập xanh, đốn, chưa mà đốn củi giơ tay làm gì? Thập xanh, đốn củi, đốn củi, cổng mẹ, cổng mẹ, đá cọp, đá cọp. Ai đá ban tổ chức là bị phạt nha, trời đá cát dặn lần đầu như luôn trời. Rồi bây giờ đơn giản thôi, đây làm theo lời nói, không làm theo hành động, nhớ nha. Ai làm sai bắt ở đây, lần này phạt nặng nề hơn. Rồi chuẩn bị, thật xanh, thật xanh, đốn cọp. Hay quá, đốn cọp vào đây, mới nói xong rồi đốn cọp, đẹp giỏi thiệt. Chúng rồi, mời em đứng tại chỗ. Rồi, bắt đầu làm tiếp, thật xanh. Em không có trách nhiệm bắt các bạn khác. Đốn củi, đốn củi, cổng cọp. Ơi, cổng. Rồi, cổng quá trời cổng luôn. Đâu, ai cổng cọp vào đây. Cổng mà cọp mà cổng hả, cho nó ăn thịt hả? Trời ơi, lười thiệt. Cổng cọp mà dám cổng luôn. Rồi, bắt đầu. Vì vậy sao né lửa nữa. Đây. Đâu. Rồi, tiếp tục làm tiếp. Rồi, mời các bạn đứng vô. Trời ơi, cái gì bắt quá trời vậy, xong chưa? Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, không vô nữa. Được rồi. Bắt mà cũng dành nữa ha. Thật xanh. Đốn củi. Cổng mẹ. Đá mẹ. Trời ơi, ơi. Bất hứa, bất hứa. Bắt là bạn đi đâu ra ngoài vậy, đi vô đây. Bạn đi đâu vậy, hả? Sao lười bỏ vị trí vậy? Rồi làm lại, thật xanh. Cổng cọp. À, cổng cọp, vô, rồi. Đâu? Đôi ngủ bị bắt đâu, ra đây. Rồi, bạn nào bị phạt đâu, bước ra đây, bước ra ngay chỗ anh nè. Ừ, mừng quá, rồi. Đúng rồi, rồi ra đây, ra đây. Các bạn đến với lại một trò phạt này cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ vui. Đâu? Ai bị phạt ra đây? Ừ, rồi. Bây giờ cứ hai người thành một đội, hai người thành một đội đi. Xong chưa? Rồi bây giờ mời hai bạn này qua đây. Rồi. Thầy nhảy phạt hả? Nặng tượng hả? Bây giờ nặng luôn. Rồi em mời thầy. Nặng tượng nha. Bạn này đẩy bạn kia vô đóng lửa. Nặng tượng, nặng tượng. Ai muốn nặng tượng? Ai muốn nặng tượng? Thầy sẽ là người nặng đầu tiên. Nặng mấy tượng này nè. Những người bị phạt không được quyền phạt khác. Ai biểu chơi dở, dám đòi đá mè, dám đòi cổng cọp mà không dám đứng yên cho nặng tượng sao? Nặng sao mình nung tượng được không? Rồi ai muốn nặng tượng? Xin mời con. Một, hai. Cái này nè. Mẹ An đâu? Đây 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 đây. Còn mấy người tượng nữa là quên. Thôi rồi, được rồi. Những người đã kêu đâu qua đây. Đứng trước mọi người. Quân, ra đây. Quân nặng.